Xin chào cô bác anh chị. Hôm nay em Dung lại ra vườn mai để đi bẻ cành cho khách nhé. Đấy, đây là những cái bầu em Dung chiết này. Chiết hơn một tháng rồi đấy cô bác anh chị ạ. Trời mùa đông thì nó rét đấy. Thế nên là chậm lắm. Đấy. Khi em Dung cắt lịa lựa lựa được thì là cái mấu này của chúng ta vẫn còn có thể ra được cái mầm nữa. Khi chúng ta cắt là chúng ta cắt chéo một bên, chứ chúng ta không cắt cả hai bên. Nếu mà cắt cả hai bên thì đương nhiên là cái mầm này nó sẽ không lên nữa, mà những cái mấu này nó trơ trụi trụi ra. Đấy, cây thì như cây cau là chúng ta sẽ không không khai thác nổi được những cái mầm như thế này nữa. Và đây em Dung minh chứng cho cô bác anh chị, em Dung vừa bẻ cái cây này. Vừa bẻ cái cây này thì đây. Cô bác anh chị nhìn này. Đấy. Khi em Dung cắt là em Dung cắt lựa để cái mầm này vẫn còn và cái mầm bên cạnh này vẫn còn. Đấy. Và cái cành này cũng thế này. Đây cô bác anh chị. Đấy. Thì đương nhiên chúng ta chiết được cành giống rồi. Thế nhưng mà cái đấy, cô bác anh chị nhìn rõ. Cái mấu đấy chúng ta vẫn có thể để nó ra mầm tiếp và chúng ta vẫn có thể khai thác được. Đây ví dụ như cành này nữa này. Đấy cô bác anh chị nhìn thấy chưa? Em Dung quay ngược lên thế nên là nó hơi lóa. Hơi lóa là cô bác anh chị nhìn nó hơi khó nhìn đấy, nhưng mà đây thực tế này. Đấy. Làm cành giống thì nó cũng là cả một cái nghệ thuật cô bác anh chị ạ. Đấy, cắt làm sao cho nó ra rễ. Đấy, xong rồi nó ra mầm. Thế xong rồi khi chúng ta cắt làm sao chúng ta lại có thể lựa được và chúng ta có thể khai thác tiếp những cái mầm bên cạnh. Đấy. Nó cả là cả một cái nghệ thuật, nó rất là khó. Đây ví dụ như cái mầm này. Đấy, cô bác anh chị nhìn xem. Đấy. Em Dùng cắt cắt là chừa mấu bên này và chúng ta chừa được cả cái mắt bên này mà chúng ta vẫn lấy cành giống bình thường. Đây em Dùng vừa bẻ xong đây cô bác anh chị ạ. Khi cắt cành giống, chiết cành giống là chúng ta cũng phải lựa, và đúng là nó là cả một cái kỹ thuật. Lý do tại sao mà em Dùng phải nhờ người cắt cành giống, chiết cành giống mỗi ngày 1 triệu tiền công. Đấy. Tùy thì theo từng cái mấu cái mắt, chứ không phải là cái mấu nào mắt nào chúng ta cũng có thể lựa được cô bác anh chị ạ. Có những mấu thì cắt xong rồi là nó trơ trụi trụi, nhưng có những mấu thì chúng ta cắt chúng ta vẫn có thể lựa được. Đây ví dụ như mấu này. Đấy. Cành giống ở đây chúng ta chiết rồi, cắt rồi. Em Dung vừa bẻ đây. Và nó vẫn có thể ra, tiếp tục khai thác được. Đây và em Dung đã lấy được cành. Chỗ này là được hơn 50 cành. Mang về để gửi cho khách hàng. Đây, dễ này cô bác anh chị này. Đấy. Khi mà cái mùa đông này á thì đây là em Dung chiết được hơn một tháng rồi đây. Đây những cái này là rễ, rễ rất dài. Đấy, rễ đấy. Hơn một tháng nay rồi mà nó mới được như thế này các bác anh chị ạ. Cũng có cái lên mầm, cũng có cái không. Ví dụ như cây này em Dung chiết thì một cành, hai cành, ba cành, bốn cành, năm cành, sáu cành, bảy, tám, chín, mười. Mười cành, nhưng mà em Dung mới thu được có sáu cành thôi. Đấy, cùng chiết một ngày nhá. Thế mà những cái bầu này vẫn chưa ra một tí rễ nào. Ngọn vẫn chưa ra một tí mầm nào. Không phải là chúng ta chiết một ngày mà chúng ta có thể thu hoạch được một ngày, cô bác anh chị ạ. Đấy, chúng ta chiết một ngày nhưng có khi chúng ta phải thu hoạch làm 2-3 lần.
Đấy, cô bác anh chị ạ. Cành nào có rễ, cành nào có mầm thì chúng ta mới bẻ. Chứ còn những cái cành mà cùng chiết đây nhưng mà nó chưa ra mầm này, chưa ra rễ, quan trọng là cái bộ rễ. Cái mùa này chúng ta chỉ cần nhìn thấy rễ nó ra là chúng ta có thể bẻ được. Khi rễ nó ra, cái mùa đông này rễ nó ra khỏi xiên ra đến bầu này chúng ta nhìn thấy thì ít nhất nó cũng phải một tháng. Một tháng đến một tháng rưỡi, có bao anh chị ạ? Làm vườn này là vất vả lắm, không phải là dễ dàng đơn giản như có những người suy nghĩ. Bảo là đơn giản chỉ có cắt cắt nó ra xong đắp đắp tí đất vào là được. Đấy. Khi làm giống rồi nó là cả một cái nghệ thuật, không phải là làm vớ làm vẩn, làm bừa làm bãi mà làm nó được ngay đâu. Đây, mầm này. Đấy. Em Dung chuẩn bị gửi đi cho khách ở trên Hàm Yên. Cô bác anh chị nếu ai có nhu cầu lấy cây giống cành chiết hay bầu, bầu thì em Dung về có bầu, cành chiết em Dung có cành chiết, và bây giờ lại đến cái mùa đào gốc cô bác anh chị ạ, đào gốc mai vàng. Nếu cô bác anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Dung nhé, theo số điện thoại ở trên tiêu đề. Và video của em Dung xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn cô bác anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở những chia sẻ tiếp theo. Và đây là cái lô hàng này em Dung gửi cho bác ở trên Hàm Yên đấy ạ.